cái khe đây, từ gần cái khe đá này nó chạy ra này. Ừ. Nói chung là cái về cái vấn đề hoạt động từ cái lúc mà nhà máy đường hoạt động tới giờ ấy, thì nó bị sự cố rất là nhiều. Nó tràn ra, có nghĩa là nó tràn ra đất nhà dân này, trong cái hồ tuần hoàn là nó trào nước ra đất nhà dân. Và từ cái hồ chứa khẩn cấp của nhà máy đường là xả chảy qua ruộng nhà dân nữa. Nhưng mà khi mà nước mà từ hồ tuần hoàn chảy qua, cái mùi nó rất là thối luôn, nó vô đất nhà mình rồi giếng của mình rồi những cái nước mà mình sinh hoạt bây giờ này, thì nó như nào, nó cứ hàng ngày như vậy mà đợi cây cối nó chết hết thì người mình cũng chết chứ còn đâu nữa. À, có chứ, nói chung là nhiều lắm. Nói về bụi thì bây giờ thì nói chứ, đấy nhìn cái nhà mình mới lau đấy, mình nhìn vô cái nhà là thấy cái nhà rất là vô rồi nè, bụi mịt mù. Còn nói chung là dân ở đây là người ta đã đưa, nói chung là đưa đơn kiến nghị rất là nhiều lần. Đó, nói chung là nhà máy đường là nói là cũng như xã cũng như tỉnh là cứ họp gọi là khắc phục, nhưng mà cái tình trạng khắc phục thì mình thấy là từ cái lúc mà họp cho đến hiện tại bây giờ thì cái tình nó khắc phục nó không có được gọi là như mình mong muốn. Ví dụ như cái vấn đề về nước trào ra hay nước chảy ra hình như là mình phản ánh liên tục nhưng mà vẫn có nghĩa là vẫn bị. Đây là thấy ra trực tiếp hộ dân, trực tiếp nói chuyện với dân, hộ dân gần như thế ha. Đây mương nước đây là nhà máy nói là cái ruộng này là của mình luôn hả? Dạ, ruộng đây là của em này. Mình là hộ tên gì? À, tên Bảo Thị nào chị có biết không? Không, nó xả, nói chung là không có cho phép xả ra. Người ta xả thì tụi em là cứ nước trong nhà máy chảy ra tụi em gọi là nước thải chứ không biết là như nào. Ừ. Sao tụi em quyết định được là nước thải hay là nước không? Nhưng mà nhà máy ấy trả lời là nước đây gọi là nước mưa chứ không phải là nước thải của nhà máy. Ừ. Em cũng cho nhà máy xả trực tiếp cho ruộng em. Cho chạy luôn thì em bỏ ruộng còn được. Chứ nước mà nước đen, nước muối chảy chết cỏ như thế này mà gọi là nước đổ xả ra môi trường là tính ra là em không đồng ý với cái ý kiến đó. Nhưng mà Sở Tài nguyên Môi trường và nhà máy cũng đã bảo gia đình là thôi nên chia sẻ với nhà máy để cho nhà máy khắc phục lại cái đất ruộng, là hốt cái sinh lại này đi, bộ đất mới lại, cải tạo đất để trả đất ruộng này cho em canh tác. Mà cho đến nay không thực hiện được. Hứa là sẽ đào cái chỗ đất sinh lầy này hút đi cho nơi khác xong rồi chỗ đất mới lại cải tạo, đó gọi là cải tạo đất cho nữa, trả lại đất mới cho em canh tác. Nhưng mà nhà máy thì đưa máy móc xuống là đưa máy tới đâu thì sinh lầy tới đó, còn cái đoạn những đoạn nào mà hơi cứng hơn là ít ô nhiễm hơn thì họ cho người đồng bào xuống đỡ xới xong rồi lấy cây rồi hút lên, còn bao nhiêu là cái đoạn mà theo mương này á là sình lầy là máy nào xuống cũng lấn sình hết, không cả, múc lên không đi tới đâu được hết, vừa xuống đầu đám là đã bị lấn rồi. Nói chung thì có mùi thì đương nhiên là nó phải khó chịu rồi chứ. Dạ. Thế còn về ảnh hưởng sức khỏe không thì cái đấy tụi em không thể nào mà khẳng định được, không kết luận được nội dung đó, nhưng mà đương nhiên có mùi thì nó phải khó chịu rồi. Dạ. Ảnh hưởng ít nhiều là ảnh hưởng rồi. Nước xả thải thì không có đâu. Là bụi thì có. Bụi thì như nào? Ý là nó rồi là người dân hay như nào? Hay là bụi đến cây trồng vật nuôi hay như nào? Bụi đen á, bụi tro bụi chứ còn ảnh hưởng thì mình nghĩ cũng hồi giờ cũng chưa thấy ghi nhận được đơn thư phản ánh nào của người dân là về việc mà bụi làm ảnh hưởng đến cây trồng đó. Từ năm 2022 giờ là không có. Thải thì chưa có cái vụ việc nào mà địa phương ghi nhận là họ xả thải trái phép, nên là cái trường hợp mà do xả thải mà ảnh hưởng đến đời sống của người dân này địa phương chưa ghi nhận trường hợp này. Dân mình thì nói là xả thải nhưng mà khi tụi em xuống máy mẫu và nước test thì nó vẫn cái mẫu nước vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép.